Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé gái với họa tiết mũi kép đơn nằm ngang như thế này. Ở phần đế giày mình có may lại và mẫu giày này mình không dán đế nha. Ở cổ giày mình có làm cao lên và bẻ ra hai bên. Phía trước có trang trí một mẫu hoa hai tầng năm cánh như thế này. Có luồng dây ở cổ giày và thắt nơ điều chỉnh ở phía trước cho phần phía trước của giày thêm xinh xắn. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu, dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút nha, để cái phần giày của mình nó được cứng cáp hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, kim khâu len và một đoạn dây để cài điều chỉnh cho cái phần cổ giày nè. Ở đây mình sử dụng ren ri băng loại 2 cm nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân giày trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 18 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Khi được 18 mũi móc xích liên tiếp thì tiếp tục lên 3 mũi móc xích nữa. 1 2 3. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 18 và móc vào đây một mũi kép đơn. Tương tự chân thứ 17 cũng móc một mũi kép đơn vào đây. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở những cái chân móc cuối cùng ta có dư một sợi len thừa như thế này. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng các bạn cũng móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Đây, móc dấu vào trong mũi móc như thế này. Để khi ta cắt len không phải dấu len nhiều á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc được 18 mũi kép đơn liên tiếp vào 18 chân móc, cái sợi len thừa mà ta giấu vào trong mũi móc nè, đây nó sẽ được nằm trong mũi móc như thế này. Thì từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Bây giờ ta sẽ móc các cái hàng móc nổi và chìm lên ở mặt trước của giày nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên, thì mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đầu móc như thế này. Các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài nha. Đây, nó sẽ có hai cái chân móc như thế này, ta sẽ móc vào cái chân móc ở phía ngoài nè. Tất cả các cái mũi móc các bạn đều móc cho mình ở cái chân phía ngoài nha. Đây, cái chân móc này nè. Thì tương tự cho chân móc đầu tiên cũng có hai cái mũi móc như thế này, cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài nè. Đây. Ta sẽ đâm kim vào chân móc ở phía ngoài và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn vào chân móc ở phía ngoài. Đây, ta sẽ móc vào chân ở phía ngoài này một mũi kép đơn. Tương tự cho chân móc kế tiếp, ta cũng móc một mũi kép đơn vào chân móc ở phía ngoài. Thì lúc này cái hàng móc ở phía dưới nó đã lồi lên phía trên như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và tất cả các cái mũi móc đều móc ở chân móc phía ngoài nha.
Sau khi móc được 17 mũi kép đơn vào 17 chân móc của hàng móc phía trên nè, thì ở cái chân móc thứ 18 các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc luôn nha. Ta sẽ móc vào chân móc chứ không còn móc vào cái chân móc ở phía ngoài nữa. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này thì hai cái mũi móc nó sẽ nằm trên kim nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Là chân móc cuối cùng của hàng móc phía trên á, ta sẽ móc vào một mũi kép đơn. Thì mục đích mà mình móc luôn vào chân móc để cho cái phần này nó sẽ không có bị hở cái mũi móc nè. Đây. Thì ta được hai hàng móc lồi và lõm như thế này. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà ta vừa móc ở phía trên, cũng móc vào các cái chân móc ở phía ngoài của hàng móc phía dưới nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì tương tự chân đầu tiên sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc ở phía ngoài nha. Tiếp tục chân kế bên cũng một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào chân phía ngoài để móc. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Và ở chân móc cuối cùng ta sẽ móc vào chân móc chứ không còn móc vào cái chân móc ở phía ngoài nữa nha. Đây, móc luôn vào chân móc như thế này. Tất cả các cái mũi móc đều móc vào chân móc ở phía ngoài như thế này nè. Đây, chân cuối cùng thì ta móc luôn vào chân móc nha. Sau đó sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc còn lại, giống như cái hàng móc mà ta vừa móc nè. Móc cho đến khi ta đạt được chiều dài là 14 cm, tương đương với chiều dài của giày khi ta hoàn tất là 11 cm nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tất cả các mũi móc đều móc ở chân phía ngoài của hàng móc. Và chân cuối cùng thì ta móc luôn vào chân móc nha. Làm tương tự cho hàng móc này và các hàng móc còn lại. Ở đây mình đã móc lên được 14 hàng móc. Và các hàng móc của mình nó sẽ có độ lồi và lõm như thế này. Đây, để mình tạo cái phần đỉnh giày á. Ở hai mặt đều có độ lồi lõm như nhau nha. Và cái chiều dài của cái đoạn mà ta vừa móc này nó đã đạt được 14 cm rồi nè. Khi ta chụm cái phần đỉnh giày này lại thành một điểm thì cái điểm này nó sẽ bị mất đi 3 phân nha. Tức là ta chỉ còn 11 cm cho cái phần thân giày này. Sau khi hoàn tất được cái phần lồi lõm cho phần đỉnh giày thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân giày phía sau. Từ đây các bạn móc lên cho mình 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích nữa. 1, 2, 3. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 10 và móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình 10 mũi kép đơn vào 10 chân móc xích mà ta vừa móc á. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 10 mũi kép đơn vào 10 chân móc xích thì cái phần này sẽ là cái phần tà của cổ giày nè. Đây, 10 mũi móc xích sẽ tương đương với phần tà này. Chân móc tiếp theo sẽ móc cho mình vào các chân móc của cái phần thân này, 18 mũi của cái phần thân trước này. Thì khác với cái phần thân trước, ta móc vào chân móc ở phía ngoài của hàng móc thì ở đây các bạn móc luôn cho mình vào chân móc nha. Móc chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Đây, ta sẽ móc vào cái chân móc luôn nha, không móc vào cái chân móc ở phía ngoài nữa. Móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và lần này mình sẽ móc luôn vào chân móc nha.
móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì hàng móc này ta được 28 mũi móc nè, 28 mũi cho một hàng móc. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng, sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc á. Mỗi hàng móc ta sẽ có 28 mũi kép đơn cho mỗi hàng móc. Và các cái mũi móc của mình sẽ móc vào luôn chân móc nha. Móc thêm cho mình 14 hàng móc nữa, tính luôn hàng móc mà ta vừa móc là 15 hàng nha. Là cái số hàng móc nó sẽ lớn hơn cái số hàng móc của cái mặt trước nè. Đây, ở đây ta móc 14 thì cái phần sau các bạn sẽ móc cho mình 15 hàng móc đi lên nha. Để cho cái phần sau này khi chập với cái phần mặt trước lại nó cũng ra là 14 cm á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng và các hàng móc còn lại. Thì ở đây mình đã móc lên được 15 hàng móc đều nhau và không thêm mũi móc nè. Móc vào các cái chân móc luôn nè. Thì bây giờ cái phần thân của mình đã hoàn tất được như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại hai đầu với nhau. Các bạn sẽ để ý cho mình các hàng móc của mặt trước nó sẽ có độ lồi lõm, còn mặt sau thì nó sẽ không có nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối lại hai đầu dây. Thì để nối lại hai đầu dây này các bạn tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc đầu tiên này. Đồng thời đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng phía sau á. Đây, đâm kim cho mình song song hai chân móc. Sau đó móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của hàng móc mặt trước. Đồng thời đâm kim cho mình luôn vào chân móc ở phía sau của cái hàng mặt sau á. Đâm kim vào hai chân móc song song với nhau như thế này và móc vào đây một mũi dời. Tương tự cho chân móc kế tiếp, cũng đâm kim liên tiếp vào hai chân móc kế bên của hai mặt. Đây, sau đó móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục chân kế bên, đâm kim vào hai chân móc song song với nhau. Móc vào đây một mũi dời. Thì như vậy là mình đã nối lại được hai đầu dây với nhau bằng các cái mũi dời nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Móc cho mình cho đến khi ta đạt được cái chân móc thứ 18 của cái hàng mặt trước nha. Cũng dùng mũi dời đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào một mũi dời. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã dùng mũi dời nối hai đầu dây lại với nhau, ta được 18 mũi dời liên tiếp bằng với số mũi móc của hàng mặt trước nè. Đây, cái số mũi dời nó sẽ như thế này. Và đây sẽ là mặt trái của sản phẩm nha. Móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó kéo vào cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng sợi len này mình khâu cái phần đỉnh dây lại. Như vậy là mình vừa hình thành được một form dài như thế này. Thì cái chiều dài của phần thân dày ta đo được lúc này sẽ là 14 cm nè. Để khi ta bo lại hai điểm của phần đỉnh dày thì nó sẽ rút đi 3 phân nha, ta còn 11 cm. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút cái đầu này lại thành một điểm và nối lại cái phần thân sau. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút cái phần đỉnh dày trước, do cái sợi len thừa này nó nằm ở phần đỉnh dày nè.
Các bạn sẽ dùng kim khâu xỏ cho mình sợi len thừa vào trong kim khâu. Ta sẽ tiến hành khâu ở cái mặt trái của sản phẩm nha. Đây là mặt trái nè. Các bạn sẽ tiến hành khâu từ cái mặt trái nha. Thì lúc này cái sợi len của mình nó đang nằm ở một bên này. Các bạn sẽ tiến hành đưa kim ra phía ngoài. Sau đó đâm kim cho mình từ ngoài vào trong. Chân móc mà ta đâm kim đầu tiên sẽ là chân móc của cái góc vuông đầu tiên này nè. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim vào đây, đâm từ ngoài vào trong nha. Sau đó tiếp tục đưa kim lên chân móc của cái hàng móc ở phía trên nè. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc. Đây, đâm từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo. Tiếp tục đâm kim vào chân móc tiếp theo của cái hàng phía trên này. Đâm từ ngoài vào trong nha. Đâm từ ngoài vào trong chân móc phía trên nữa. Ta cứ lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc. Khi đã xỏ được một phần của hàng móc rồi thì các bạn dùng tay guốc thật mạnh vào để cho cái phần này nó rút lại nè. Làm tới đâu thì ta sẽ rút tới đó để lát nữa ta không phải dùng sức quá mạnh để rút nha. Đâm kim từ ngoài vào trong lần lượt cho các chân móc của các hàng móc nè. Làm tới đâu thì mình sẽ rút sợi len lại để cho cái vòng tròn này nhỏ lại nè. Tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Khi đã đến chân móc cuối cùng thì các bạn đồng thời đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng này và đâm kim vào chân đầu tiên mà mình tạo á. Đây, đâm kim vào hai chân móc như thế này. Sau đó kéo và guốc sợi len thật mạnh vào để cho cái vòng tròn này nhỏ lại nè. Các bạn sẽ guốc thật mạnh vào. Thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã nhỏ lại nè, bo lại như thế này. Và lúc này cái phần thân trước nó cũng tạo được cái đường gợn sóng nè. Các bạn sẽ tiến hành guốc cho mình một guốc ở đây để mình cố định lại cái vòng tròn này. Thì ở cái vòng tròn này nó sẽ không có được guốc lại một cách hoàn chỉnh. Các bạn sẽ dùng kim đâm cho mình vào các cái chân móc á. Ta sẽ khâu lại một hai đường nữa để cái vòng tròn này nó được nhỏ lại hơn và nó được kín hơn á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình may lại cho cái phần tròn này nó nhỏ lại. Khi cái vòng tròn của mình đã nhỏ lại rồi thì các bạn sẽ tạo một guốc ở đây. Để ta cố định lại cái vòng tròn á. Còn đối với cái sợi len thừa này khi đã guốc lại rồi thì các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc. Đây, ta sẽ tiến hành đâm kim vào các cái thân chân móc như thế này. Đâm kim vào các cái mũi móc mà mình móc lên mũi móc á. Đây, vào các cái chân móc như thế này. Sau đó kéo len. Cứ giấu cho mình một đoạn nha. Sau đó cắt cái sợi len thừa này đi. Thì như vậy là mình vừa bo được cái phần đỉnh dày lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng mặt trái để bo cái phần đế dày. Các bạn sẽ sử dụng thêm cho mình một đoạn len dài, xỏ vào cái kim khâu. Sau đó tạo một guốc ở cái đầu dây này. Tiếp tục ta sẽ đâm kim vào cái hàng móc mũi dời này nè, cái mặt trái của sản phẩm nha. Ta sẽ đâm kim vào một chân móc đầu tiên của cái mũi dời này nè. Để cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn ở cái điểm guốc này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái sợi len nè. Đây, các cái sợi len như thế này đâm kim cho mình. Thì lúc này cái sợi len nó đã cố định lại được một điểm rồi. Tương tự như cái phần bo ở phía trước này, cũng đâm kim cho mình thẳng hàng với cái hàng móc phía sau này nè. Đây, thẳng hàng như thế này. Ta sẽ đâm kim từ trong ra ngoài. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bo lại cái phần đỉnh đế dày trước. Thì cái phần bo này nó cũng tương tự giống như cái phần bo ở trên đỉnh dày nè. Lúc này cái sợi len của mình nó đang nằm ở phía ngoài của hàng móc. Đây, đang nằm ở phía ngoài.
thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim từ trong ra ngoài vào các cái chân móc. Đây, ta sẽ tiến hành đâm kim từ trong ra ngoài nè. Đâm kim lần lượt vào các chân móc. Lưu ý là chỉ đâm kim cho mình vào một mặt thôi nha. Đâm kim cho đến hết vòng này. Đưa kim từ trong ra ngoài mũi móc. Và lưu ý làm đến đâu thì ta sẽ gút đến đó nha, để lát nữa ta không phải dùng sức quá nhiều. Tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại, cho đến hết cái phần đỉnh giày này. Cũng đâm kim từ trong ra ngoài vào các cái chân móc của mỗi hàng móc á. Sau khi đã luồn được đến cái chân móc cuối cùng của cái phần đỉnh giày á, thẳng hàng như thế này, thì các bạn tiến hành đâm kim cho mình từ phía sau ra phía trước vào hai chân móc mà ta móc đầu tiên luôn nè. Đây, vào hai chân móc như thế này, sau đó kéo len. Dùng tay kéo thật mạnh cái sợi len thừa này để cho cái vòng tròn này nhỏ lại. Ta guốc thật mạnh để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó sẽ thắt lại một nút ở đây để cố định được cái vòng tròn này. Thì lúc này cái vòng tròn nhỏ này nó sẽ không được khít nè. Các bạn cũng tiến hành đâm kim cho mình vào các chân móc nha. Ta sẽ chọn các cái chân móc bất kỳ. Các bạn sẽ may cho mình cái vòng tròn này để vòng tròn này nhỏ lại. Sau khi cái vòng tròn này đã nhỏ lại thì tiếp tục đưa kim cho mình đến cái chân móc đầu tiên của cái hàng phần thân sau nè. Tạo một guốc ở đây để cố định nè. Như vậy là phần đỉnh giày của mình đã hoàn tất được như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục may cái phần mặt đế ở phía sau. May lại hai cái phần mặt sau này lại. Lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở một hướng, các bạn sẽ tiến hành đưa sợi len qua hướng còn lại. Sau đó đâm kim vào hai thân chân móc kế tiếp của cái hàng phần thân sau nè. Đây, đưa sợi len qua như thế này, sau đó đâm kim vào hai thân chân móc của cái hàng móc đầu tiên á. Sau đó kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân móc của hàng móc này và chân móc của hàng móc còn lại. Đâm kim song song như thế này và kéo len. Thì lúc này các bạn sẽ may cho mình nè, lần lượt vào thân chân móc của hàng móc. Các hàng móc đối diện với nhau. Sau đó tiếp tục là vào chân móc. Đối diện với nhau như thế này. Sau đó kéo len. Cứ lần lượt đâm kim vào thân chân móc, sau đó sẽ đến chân móc của các hàng móc nha. Lần lượt cho đến cuối hàng. Khi guốc sợi len lại thì cái phần thân sau nó sẽ được may lại như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình nha. Đâm kim vào thân chân móc. Sau đó tương tự đâm kim vào chân móc. Lần lượt cho đến cuối hàng. Sau khi may đến cuối hàng thì tạo một guốc ở đây, tạo một guốc ở điểm cuối cùng. Và cái sợi len thừa này các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong mũi móc nha, vào trong các cái chân của mũi móc nè. Đây thì sợi len thừa của mình được giấu vào như thế này. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình một đoạn dài nữa để cho cái sợi len thừa này nó không có bị tuột. Khi giấu len xong thì tiến hành cắt sợi len thừa. Sau khi khâu được toàn bộ phần thân giày thì các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái mặt phải ra ngoài.
Thì phần thân dày của mình nó sẽ như thế này. Đây. Ở cái phần tà của cổ dày các bạn sẽ bẻ xuống để làm cổ dày thêm xinh xắn hơn nè. Đây, bẻ xuống như thế này thì 10 mũi móc đó sẽ tương đương với bề dày của cái phần tà này. Đây là phần mặt trước của dày nè, nó sẽ có cái độ lồi lõm cho các hàng móc. Đây sẽ là mặt đế nè. Đối với cái mẫu giày này ta sẽ không dán đế, nó không áp dụng cho phần dán đế nên mẫu giày này chỉ phù hợp cho những size dưới 11 cm thôi nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành trang trí cho phần đỉnh giày để che đi được cái điểm nối này nè. Đây, che đi được cái điểm guốc này. Thì ở đây mình có trang trí một mẫu hoa 5 cánh 2 tầng để che đi được cái điểm nối của phần đỉnh giày nè. Các bạn sẽ dùng cho mình một đoạn ren để luồn vào các cái thân chân móc của các hàng móc ở đây nè. Luồn vào cái phần cổ dày như thế này. Sau đó ta sẽ tiến hành thắt nơ ở mặt trước để tạo cái điểm nhấn cho cái phần thân dày á. Khi mang lên chân bé thì thân dày nó sẽ như thế này. Đây. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu dày len cho bé gái với họa tiết mũi kép đơn nằm ngang như thế này. Chúc các bạn thành công!